Hi, tôi xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chia sẻ các bạn một cái cách mà nối sợi dây rút dài ra khi mà các bạn cột những gói đồ lớn và chúng ta thiếu dây các bạn. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta cái đầu dây rút cái đầu này đúng không? Và chúng ta sẽ lấy đít của cái đầu dây rút khác chúng ta nối lại nha. Đó. Và sẽ rất là cứng như các bạn. Tiếp theo thì mình đó, các bạn. Và như vậy chúng ta sẽ có một cái sợi dây rút rất là dài, một sợi dây rất là dài để chúng ta có thể cột đồ nha các bạn. Ok, tôi xin video tại đây, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha.